Dạy lái xe ô tô Bảo Ngọc xin gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất tới quý học viên, quý đối tác và khách hàng. Là doanh nghiệp tri thức luôn tiên phong và trong lĩnh vực tư vấn tuyển sinh đào tạo lái xe với nhiều năm trong nghề, cùng cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ chuyên viên tư vấn lành nghề, tận tâm và uy tín. Chúng tôi tự hào là đơn vị đào tạo học lái xe các hãng uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh, giúp học viên nâng cao kiến thức và kỹ năng để an toàn lái xe trên mọi nẻo đường. Khai giảng khóa học lái xe ô tô theo chương trình mới, giảm giá lên đến 3 triệu đồng dành cho học viên đăng ký ngay hôm nay. Chúng tôi cam kết đăng ký là học ngay, không phát sinh chi phí. Giảng viên giàu kinh nghiệm, nộp hồ sơ, biết ngay khóa học, khóa thi, giờ học thực hành, bao vững tay lái với hơn 40 giờ thực hành một học viên một xe. Dịch vụ VIP như đưa rước tận nhà, đóng phí 3 lần, trả góp 0% lãi suất, miễn phí hồ sơ thi lại, học xe đời mới nhất của Kia, Vios, Altis, tiến độ học công khai, rõ ràng theo hợp đồng. Học viên được đảm bảo quyền lợi tuyệt đối, được lựa chọn giáo viên và thời gian học theo linh động sắp xếp của học viên. Tỷ lệ hoạt động 99,99%, cam kết 100% thi sát hạch tại thành phố Hồ Chí Minh, tuyệt đối không thi tỉnh. Liên hệ ghi danh sớm để nhận được nhiều ưu đãi tại văn phòng của chúng tôi, tại các văn phòng phủ khắp các quận huyện thành phố Hồ Chí Minh, hoặc ghi danh tại nhà hoặc liên hệ hotline 0942 048 333 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng.